Thằng nhóc 8 tuổi đang vuốt con mèo 7 tuổi. Con mèo này nó đang có bầu, nó nặng cỡ 7-8 kg. Tên nó là mèo ma. Vuốt cái đi. À, nó khoái rồi, thấy chưa? Để giờ lăn ra đi. Lăn ra, nắm chân cho nó lăn ra. Nắm tay nó. Ấy cho lăn ra. Ấy hai chân nó, ấy ngửa hai chân nó lên. Rồi, đúng rồi. Vô đây. Giữ yên đó. Mèo. Mẹ mẹ. Rồi ok. Vô cái đi. Cho nó nằm xuống. Look.